coi chơi vậy cho nên sống được không? Bán phép bút phép thì quyên xô không được lên sóng thì giờ tập này xin lên sóng ngồi chút được không? Ăn hai đầu lương chết. Mọi người ơi, đây là kẹo sâm nha mọi người. Mà nó đặc biệt ngon thì mọi người xin ăn. Kiểu không? Khi em bé là gì cũng ngon cả. Đây là kẹo sâm nha mọi người. Ngon mọi người ạ. Ngon. Tôi cảm thấy hai bờ luôn rồi đó. Khang ơi vậy nè đi em ơi, khách hàng ta đặt cá quá trời kìa. Chạy sao cá thôi. Đi, chạy ra chạy nào. Ở đây nè. Thấy không? Nó quay sớm bắt em đi về phụ lắm cho ngủ. Quay thằng cho quay. Anh khỏe không anh? Dạ. Thôi quá bây giờ. Hôm nay anh chạy 2 show phải không? Anh chạy từ bên trường quay bên kia chạy qua đây không? Xa lắm á. Xa dễ sợ. Ủa cái gì ơi? Em TV vào rồi nghe. Nói cái gì nghe hồi nãy em backup. Sao mà nghe cái tiếng gì mà áo xanh gì bên đây? Cái em mới hỏi con bé, ủa? Bên đây là đang quay cái gì vậy em? Cái nó bảo là quay show gì đó của bên đây luôn. Cái bé ủa vậy đây TV hôm nay nhận 2 show hả? Cái bé gì đó gì đấy. Hay là bây giờ mình giả bộ cho anh qua nhận show bên kia được không? Anh nhận show bên kia hả? Ừ. Anh hát được không? Không. Thì người ta phải chạy vậy tao có tiền đi ăn chả cá. Em không hề thấy giống em TV chạy chủ quán chả cá của em rồi. Rồi. Chưa ăn rồi. Chưa thấy đồng rồi. Cái gì? Em không thấy quán gì? Chả cá Thái Dương. Dở ôm ăn gì? Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ký ức ngọt ngào. Đây thì cũng khá là nhiều lần May được tụ lại để mà cùng tham gia một chương trình ca nhạc. Thì sau mấy chục năm thì khi mà mấy chục năm ghê quá. Không, ý là hồi xưa lâu rồi bây giờ mình tái hợp lại. Thì những cái lần đầu á thì còn thấy có những cái sự bỡ ngỡ, nhưng mà càng ngày thì vừa không chỉ là tái hợp lại mà còn đi chơi lại với nhau rất là nhiều, cho nên là chị em cũng dường như là hiểu nhiều nhau thời gian. Nhưng mà dù gì khi mà mỗi khi mà mình xuất hiện thì mình cũng luôn là muốn đem lại một cái sự mới gì đó mới mẻ cho tất cả quý vị khán giả, để không phải có sự nhàm chán. Tuy là những cái trang phục như mọi người thấy là cũng cố muốn remake lại cũng kiểu là cũng muốn màu sắc như ngày xưa, muốn ráng làm lại cho giống như hồi xưa. tuy là bây giờ già rồi nhưng mà hy vọng rằng là cũng đem lại một cái chút ký ức gì đó cho tất cả quý vị khán giả khi mà nhớ đến bốn gương mặt này, bốn gương mặt cũ khá cũ nhưng mà những bộ đồ khá mới. Hôm nay thì ai từ từ để anh nói đã. Bản thân tôi là tôi đính chính nha. Máy trắng bây giờ có hai phiên bản, một phiên bản đi diễn là có thành viên mới và có cả nhau luôn, và một phiên bản là chơi game show có cả thành viên cũ nhưng mà có nhau, cho nên là Châu ăn hai
hai đầu lưng. Hai đầu lưng. Nãy giờ cứ me cái vụ này biết luôn á. Thực ra thì đến với cái ước ngọt ngào á thì có một cái điều khác so với những chương trình mà May đã tái hợp trong những lần gần đây là sẽ hát nhiều bài hơn, nhiều cái sự thể hiện hơn, cho nên là Trang nghĩ rằng là với cái ước ngọt ngào này thì có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy đã hơn bởi vì được nghe nhiều bài hơn, đúng không ạ? Trước đây thì May Trắng cũng đã từng tái hợp với những ca khúc cũ, nhưng mà lần này trong cái ước ngọt ngào thì May Trắng sẽ làm mới ca khúc lại và nhạc thì nó cũng thay đổi, và chẳng hạn như bài Tình Bạn, đúng không? Ừ. Ngày xưa thì là chậm như slow, bây giờ thì sẽ nhanh hơn, sẽ nhanh lại hơn, và vũ đạo sẽ dữ. Thật ra thì giống như chị Ngọc nói là lâu lâu thì May Trắng cũng có dịp tái hợp lại. Thì hôm nay không những tái hợp lại mà có phần xuất hiện cùng với lại các anh MTV nữa. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ chào đón những tiết mục của May Trắng cũng như MTV trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Đây ra dạng khó cái nè.